Bir saat arıyoruz. Hadi bir saat arıyoruz. Hadi bir saat arıyoruz. Giờ này ông bà chị em chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho lời Chúa của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta dọn lòng trước khi giờ chúng ta ngợi khen và vượt Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho một sư Minh Đức là người sẽ chia sẻ lời Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Lên và cầu nguyện bằng tiếng thánh linh trong thời giờ này. Trước khi chúng ta ngợi khen rồi vâng Chúa, con xin mời cô ba sẽ cầu nguyện cho buổi tối ngày hôm nay. Cô ba đua. Alleluia, Alleluia, con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, chúng con mà vì hiệp cầu nguyện, hiệp hợp với chúng con để tham gia lời cầu nguyện của tối hôm nay, trời, con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Thì trời, con cảm ơn chúng con thật lớn trên đời sống chúng con, có Chúa Giêsu ở trên đời sống mỗi một anh chị chúng con. Thì trời, thì Chúa cũng cho được giúp truyền truyền được con cách thanh thông để anh chị em chúng con ai nấy cũng nghe được lời của Ngài để thấm dần trong đời sống chơi chăm dễ đầu trong tâm trí được khôn ngoan từ chính mình. Đức Chúa Trời chơi, con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa chơi. Và cha cũng nhớ đến
Mục sư Lê Minh Đức tới nay thì Chúa ơi giảng lời của Ngài, thì Chúa ơi lời của ông, Chúa dùng ông để giảng lời của Chúa ra có sự hiện diện của Ngài. Thì Chúa ơi những người bệnh được cầm buộc để được tự do hấp dây giờ này, Chúa ơi những người tháo ách được sở thiền, những người bệnh thế nào thì Chúa ơi con thấy con người bó tay, bác sĩ bó tay, nhưng Đức Chúa Trời con không bó tới tay, mà Đức Chúa Trời con ra tay để cứu họ ngay giờ này. Con ngay giờ này trên đường Zoom, những đại hội thánh Chúa, những người anh chị em chúng con ngay giờ này coi lời của Ngài được tháo thiền mở ách, được tự do ngay giờ này Chúa ơi. Và Chúa cũng mở dẫn dắt mục sư Lê Minh Đức, Chúa dưỡng dình ông, lại ông nói ra để có thẩm quyền của Chúa Giêsu ngay giờ này Chúa ơi, để sự hiện diện của Ngài được sức chào, được khai phóng ra, được người nào tin thì sẽ được cứu đứa trai. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa, và con dâng từ giờ đầu tới giờ cuối cho Chúa. Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ trong đường Zoom này, tức từ giờ đầu giờ cuối, và Chúa giữ gìn, Chúa giấu ông trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Chúa cứ giữ gìn, Chúa giấu ông như con ngươi của mắt Ngài. Thì trong lời của Chúa ngay giờ này Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa ngay giờ này. Con hiệp một với nhau cầu nguyện danh Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô ba. Chúa sức giàu cho cô. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng Chúa. Thì giờ này chúng ta nói với Chúa rằng mỗi buổi tối thì lại mới luôn, sự thành tích Chúa còn lớn trên đời sống của chúng ta. Mỗi buổi tối thì lại mới luôn, cho ai kêu cầu danh Chúa. Mỗi buổi tối thì lại mới luôn, cho ai kêu cầu danh Chúa. Mỗi buổi tối thì lại mới luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần nữa hãy đến với Ngài, hãy đến với Ngài. Cùng mọi người yêu Chúa, hãy hát con biển ca tụng danh thánh, đưa tay cao lên, đưa tay cao lên, sống ở đền thờ thánh, hãy người khen Chúa. Ngài là vua của ta, đưa tay cao lên, đưa tay một lần nữa, hãy đến với Ngài. Cùng một người yêu Chúa, hãy hát tôn vinh ca tụng danh thánh, đôi tay cao lên, đưa tay cao lên, trong ngôi đền thờ thánh, hãy ngợi khen Chúa. Ngài là vua của ta, một lần nữa đưa tay cao lên, đưa tay cao lên, trong ngôi đền thờ thánh, hãy ngợi khen Chúa. Ngài là vua của ta, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Chúa của chúng ta, hãy ngợi khen Chúa. Ngài là vua của ta. Tươi mới Cha đã ban cho ta, Cha đã ban cho ta. Nào cùng mừng vui, nào cùng mừng vui, ta đến tôn thờ Ngài, ta đến tôn thờ Ngài. Hãy đến với Chúa, nhờ Chúa Cha nhận từ. Hãy đến với Chúa, nhờ Chúa Cha nhận từ. Vì ngày hôm nay, vì ngày hôm nay Cha đã ban cho ta một lần nữa, một ngày tươi mới, một ngày tươi mới. Ngày tươi mới Cha đã ban cho ta, Cha đã ban cho ta. Nào cùng mừng vui, nào cùng mừng vui, ta đến tôn thờ Ngài, ta đến tôn thờ Ngài. Hãy đến với Chúa, danh Chúa Cha nhân từ. Hãy đến với Chúa, danh Chúa Cha nhân từ. Vì ngày hôm nay, vì ngày hôm nay Cha đã ban cho ta một lần nữa, một ngày tươi mới, một ngày tươi mới, một ngày tươi mới Cha đã ban cho ta, Cha đã ban cho ta. Nào cùng mừng vui, nào cùng mừng vui, ta đến tôn thờ Ngài, ta đến tôn thờ Ngài. Hãy đến với Chúa, danh Chúa Cha nhân từ. Hãy đến với Chúa, danh Chúa Cha nhân từ. Vì ngày hôm nay, vì ngày hôm nay Cha đã ban cho ta, vì ngày hôm nay, vì ngày hôm nay. Chúa có muốn thờ con Chúa nữa không ạ? Chúng ta hãy chào Chúa Thánh Linh trong buổi tối ngày hôm nay. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Buổi tối tươi vui trong nắng quyến ngay. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy dẫn dắt con trong ngày hôm nay. Chúa Thánh Linh ơi, tôi vui trong tâm linh này.
thiên vị. Lòng tan Chúa muôn ca vui mừng, con được tôn cao danh Ngài. Alleluia. Cùng ca ba, cùng ca ba. Alleluia. Alleluia. Come on.
cho Ngài, là dân mà có thể dân của lễ lên cho Đức Chúa Trời tối cao,
con. Cảm ơn Chúa, tại Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa vui lòng nhận lấy của lễ của chúng con, sự thờ phượng phải lẽ của chúng con. Là Chúa Thánh Linh vì ngày dẫn dắt để rồi chúng con thờ phượng Cha của chúng con là Đức Chúa Trời, là Jehovah một cách phải lẽ. Chúng con thờ Chúa. Và Chúa ơi, giờ đây chúng con cũng đến với lời của Ngài nữa. Chúa ngày ban ơn sức dầu cho một sư đức là người sẽ, Chúa ơi, xin Thánh Linh Ngài làm chủ ông, Ngài sử dụng ngôi miệng ông để rồi rao giảng lời của Ngài cho thầy chúng con. Lạy Chúa, chúng con nói với Ngài rằng lời Chúa chính là bánh sự sống cho chúng con. Chúng con khao khát và đói khát lời của Ngài. Xin Chúa Ngài mở tâm, mở trí, mở lòng của ông bà chị em chúng con để chúng con nghe và hiểu được lẽ thật của Ngài. Xin Thánh Linh Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Và xin Thánh Linh Ngài vua giúp để rồi chúng con làm theo lẽ thật là lời của Ngài, để danh của Chúa Jesus Christ được vinh hiển qua hội thánh của Ngài là của chúng con. Chúng con ngợi khen Cha và chúng con hiệp ý kính xin cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Ok, trân trọng kính chào quý tôi con Chúa ở tại Cà Mau. Cảm ơn Chúa một lần nữa chúng ta lại được gặp gỡ nhau ở trên phòng Zoom để có thể nhận lấy lời của Chúa. Tôi được nghe một sư Bảo giới thiệu rằng tối hôm nay sẽ là tất cả anh em nhân sự của Cà Mau. Vì cớ lý do chúng ta chuẩn bị có một cái sự cầu nguyện để có những người lãnh đạo hội thánh trong tương lai, nên chúng ta sẽ nhìn thấy lời của Chúa sẽ giúp đỡ trên mọi chúng ta như thế nào. Thì với tính cách là cũng là người thầy, người bạn của một sư Bảo, thì tôi sẽ ao ước rằng mọi chúng ta sẽ nhận được lời của Chúa. Nó không phải là một cái phương cách, nhưng mà lời của Chúa sẽ giúp đỡ trên từng đời sống của hết thảy chúng ta. Để chúng ta biết làm thế nào để hầu vì Chúa một cách mới ở trong ân điển của Chúa. Amen không ạ? Để rồi những người hướng dẫn, những người nhân sự, những người lãnh đạo mới sẽ là những người bước đi ở trên nền tảng là lời của Chúa. Amen không? Để chúng ta kinh nghiệm được tầm thước vóc dạc trọn vẹn ở trong ân điển của Ngài. Chúng ta sẽ đến với lời của Chúa với một câu kinh thánh duy nhất ở trong tối hôm nay. Đó là Roma đoạn 7 câu số 6. Roma đoạn 7 câu 6. Với cái chủ đề đó là hầu vì Chúa theo cách mới. Hầu vì Chúa theo cách mới. Làm sao chúng ta hầu vì Chúa theo cách tươi mới. Để rồi chúng ta nhận lấy cái nguồn năng lực mới của Chúa trên đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Và đây là vấn đề rất là quan trọng. Tôi sẽ chia sẻ màn hình. Và chúng ta sẽ nhìn thấy câu kinh thánh đó ngay ở trên màn hình. Và chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau trong câu kinh thánh này. Ok. Hầu vì Chúa theo cách mới, hay là một cách trọn vẹn ý nghĩa hơn, đó là làm sao chúng ta hầu vì Chúa theo cách mới của Đức Thánh Linh hướng dẫn trên mọi chúng ta. Và đây là vấn đề rất là quan trọng. Tại vì chúng ta ở trên đất này và chúng ta thường xuyên ao ước lời của Chúa là lời nâng đỡ, là lời khích lệ trên đời sống quý vị và chính mình tôi. Và chính lời đó ban năng lực lớn lao để chúng ta bước đến với Chúa ở trong sự kêu gọi mà Chúa ban cho mọi chúng ta. Amen không ạ? Trước khi chúng ta đọc lời Chúa, tôi xin được hỏi rằng bao nhiêu người ở đây là những người đang là những người nhân sự hầu vì Chúa? Xin đưa tay lên cho tôi biết. Trên phòng Zoom mình, bao nhiêu người đang là những người hầu vì Chúa? Ok, cảm ơn Chúa. Rất là nhiều bàn tay đưa lên. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã hay là chuẩn bị sẽ trở nên hầu vì Chúa, thì lời của Chúa vẫn rất quan trọng trên mọi chúng ta. Và chính lời đó sẽ ban một cái năng lực để khích lệ trên đời sống của quý vị và chính mình tôi. Và tôi cảm ơn Chúa vì đã được Chúa kêu gọi cách đây rất là lâu rồi, khoảng 30 mấy năm, 40 năm trong chức vụ. Và tôi hy vọng rằng lời của Chúa sẽ giúp đỡ trên đời sống của tôi, để tôi có thể chia sẻ những gì mà tôi nhận được từ nơi Chúa trong quyền năng Thánh Linh của Chúa,
để tất cả mọi chúng ta vui mừng bước đi ở trong lời Chúa. Ở đây có bao nhiêu người hầu vị Chúa được 10 năm trở lên hả? Xin đưa tay lên. 10 năm trở lên. Không có tay nào 10 năm trở lên hết. 5 năm trở lên. 5 năm trở lên. 5 năm có một bàn tay đưa lên. Ok. Rồi 4 năm. Có bàn tay 4 năm. 3 năm. 2 năm. Ok. Ok, không sao. Chúng ta mới được kêu gọi hay là kêu gọi lâu năm như tôi thì cũng không vấn đề gì hết. Tất cả chúng ta đều là những người lính của Chúa Giêsu. Amen không ạ? Tôi không phải là người lính cũ đâu hay là người lính già đâu. Tất cả mọi chúng ta là đều là người lính mạnh mẽ của Chúa Giêsu. Amen không? Để rồi chúng ta bước đi vào hầu việc Chúa theo cách mới của Thánh Linh của Chúa ban trên mọi chúng ta. Lời của Chúa trong buổi tối hôm nay sẽ làm đính lương để nhắc nhở, để khích lệ trên từng đời sống của quý vị và tôi, để mỗi chúng ta đều nhận được một năng lực lớn lao diệu kỳ của Chúa, và chính lời của Chúa như là một cái động lực lớn để dẫn chúng ta đến ở trong sự sống của chính mình Ngài. Amen không ạ? Chúng ta sẽ học chung với nhau câu Kinh Thánh ở trên màn hình. Chúng ta đồng khởi sự lớn tiếng. Bắt đầu. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa. Rồi, khởi sự. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không phải cách cũ của văn tự. Cảm ơn Chúa. Đó là bản truyền thống của chúng ta. Và chúng ta sẽ đọc thêm một bản Kinh Thánh hiệu đính truyền thống. Có thể lời Chúa sẽ rõ ràng hơn trên mọi chúng ta. Xin khởi sự. Nhưng bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa như là một sự khích lệ cho quý vị và chính mình tôi. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học biết về ba điều và lời Chúa giúp đỡ cho mọi chúng ta để thế nào để chúng ta có thể bước đi ở trong cách mới Thánh Linh có một ý nghĩa như thế nào trên mọi chúng ta. Thứ nhất đó là điều kiện. Điều kiện hầu việc Chúa theo cách mới của Thánh Linh là như thế nào? Nhiều người muốn hầu việc Chúa, không ạ? Đã hầu việc Chúa rồi và chuẩn bị bước vào trong sự hầu việc Chúa như vậy thì cái điều kiện nào? Cái điều kiện nào thì chúng ta cần có để hiểu được rằng chúng ta hầu việc Chúa cách mới Thánh Linh? Và cái đó là gì? Cái câu đó là đã chết vì luật pháp. Cái điều kiện đó đơn giản, đã chết vì luật pháp. Ở trong cái phần A của cái câu 6 của Roma đoạn 7. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình thì được buông tha khỏi luật pháp. Và điều thứ hai chúng ta nhớ đó là chúng ta tăng trưởng để hầu việc Chúa là một tiến trình bởi Đức Thánh Linh, chứ không phải bởi con người chúng ta mà bởi Đức Thánh Linh. Và điều thứ ba đó là đầy dẫy Đức Thánh Linh là sự tăng trưởng trọn vẹn để chúng ta hầu việc Chúa, chứ không phải để khoe ăn tứ tiếng mới. Không phải, để hầu việc Chúa, mục đích là Chúa ban cho chúng ta đăng quyền để hầu việc Chúa, để đem thêm nhiều người về phía Chúa ở trong sự vinh hiển của chính mình Ngài. Và đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trên mỗi chúng ta. Một người đang khi bước đi hầu việc Chúa thì là một sự kêu gọi rất đặc biệt của Ngài. Chúa nói rằng nhiều người được gọi nhưng mà ít người được chọn. Và như vậy thì cái người mà được chọn lựa để bước vào trong sự hầu việc Chúa lại càng khó khăn hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì Chúa nói rất rõ trên mỗi chúng ta. Đó là Ngài nói rằng hễ ai hầu việc ta thì làm gì? Vác thập tự giá mà bước đi với chính mình Ngài. Trên con đường hầu việc Chúa không có con đường tắt. Có thể có nhiều người nhìn thấy ô, người hầu việc Chúa sao có vẻ được
À, phước quá hả? Ngợi vì Chúa sao có vẻ được thánh thông quá hả? Quý vị ơi, đó là bên ngoài. Họ đã ở trong sự khó khăn rất 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 nhiều lần trong những thời gian ban đầu. Trên 30 năm, gần 40 năm trong sự hầu vì Chúa, đối với tôi cũng vậy, thời gian đầu là những thời gian rất là khó khăn, rất là khó khăn. À, nhưng mà đang khi chúng ta kiên trì bước đi trong sự hầu vì Chúa, thì Chúa ban cho Chúa nói chúng ta rằng ai hầu việc ta thì sẽ được trăm lần hơn về điều này, về đời này, cộng với gì? Sự bắt bớ và sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Và đó là một trong những cái điều phần thưởng lớn của Ngài trên chúng ta, mà không có con đường tắt. À, tất cả mọi chúng ta đều theo một cái quy trình, và chúng ta nhìn thấy những cái quy trình của Chúa trên mỗi chúng ta rất là cụ thể. Và ước rằng mỗi đời sống tâm linh chúng ta được lớn lên ở trong ân điển của Ngài. À, ở trong Ê-phê-sô đoạn 4, câu 14 đến câu số 16, Chúa nói rằng Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa. Chúa muốn quý vị không phải như trẻ con. Chúa muốn quý vị không phải là những người tín đồ chỉ mỗi ngày Chủ nhật cầm quyển Kinh Thánh thổi. Tại vì nguyên tuần không có đọc Kinh Thánh, thổi chùi rồi cầm đi nhóm thờ phượng Chúa, rồi về dục quyển Thánh nó trên đó. Tôi có dịp đi ra miền Trung, tôi thấy ở trên miền Trung họ có một cái kệ giống như cái bàn thờ của người ngoại. Họ để Kinh Thánh ở trên cái kệ đó. Cái mỗi lần nhóm vào ngày Chủ nhật thì đem từ Kinh Thánh kệ nó phủi bụi đi nhóm. Ngài không muốn chúng ta như vậy, nhưng mà Ngài muốn chúng ta được tăng trưởng. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm đạt, dây động và dời đổi theo chiều gió đạo lạc. Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu là đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể đều ràng buộc, vững bền bởi những cái lắc léo, khiến cho các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể được lớn lên và gây dựng trong tình yêu thương. Đó là điều mà Chúa muốn. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng những cái điều kiện mà làm sao chúng ta được tăng trưởng, được lớn lên, sẽ giúp đỡ trên đời sống tâm linh chúng ta một cách hữu hiệu, lớn lao như thế nào. Điều đầu tiên mà chúng ta phải học, hay là cái bước chân đầu tiên của một người hầu việc Chúa theo cách mới, đó là gì? Đó là cái điều kiện hầu việc Chúa theo cách mới. Điều kiện đó là gì? Điều kiện đó là gì? Đó là người đó phải chết. Đó là người đó phải chết. Ôi, nhiều người rất lạ. Ủa, ông sư này nói sao lộ vậy? Hầu việc Chúa phải sống với hầu việc Chúa được, làm sao chết được? Dĩ nhiên chúng ta hiểu rồi, đây là ý nghĩa trong cái sự chết về trong cái phương diện con người cũ của chúng ta. Ở trên lời Chúa nói rằng, nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, là điều thì được buông tha khỏi luật pháp. Ở trong cái bản hiệu đính ghi rằng, nhưng bây giờ chúng ta thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều giam cầm chúng ta. Và nếu chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu 5 của Roma đoạn 7, thì ở trong phân đoạn này mô tả một hình ảnh của một người chồng gian ác. Ở đây cái câu Kinh Thánh này chúng ta đọc hết chưa, hay là tôi đọc lướt qua nhanh cho quý vị để hình dung nhé. Từ câu 1 cho đến hết câu số 5. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống sao? Cho nên đàn bà có chồng, thể chồng sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đương lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải kêu là người đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỡi anh em ta, anh em cũng giống như vậy. Bởi thân thể của đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã kẻ chết sống lại.
hầu chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động trong trí thể của chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình để được buông tha khỏi luật pháp. Không biết chúng ta đã đọc nhiều lần ở trong Roma chưa? Nhưng mà đây là một hình ảnh, đây là một cái mô tả một hình ảnh rất là sống động, rất là sống động. Phaolô muốn dùng cái hôn nhân để mô tả cái mối minh họa giữa chúng ta và luật pháp. Khi người chồng hay là ở trong luật hôn nhân đó, khi người chồng còn sống thì người vợ bắt buộc phải lệ thuộc, phải lệ thuộc. Cho dù ông chồng đó ông có giữ, ông có quậy, ông uống rượu thì vẫn là chồng. Ở đây bao nhiêu người có chồng rồi, xin đưa tay lên. Bao nhiêu người đã có chồng rồi, đưa tay lên. Có nhiều người không đưa tay lên là chưa có chồng à? Bao nhiêu người có chồng rồi, đưa tay lên một suy xem nào. Cảm ơn Chúa, thấy rồi, đúng rồi. Khi mà ở với người chồng, chúng ta hình dung một người chồng này giống như một người chồng chưa biết về Chúa. Cái người chồng luật pháp, ở đây Kinh Thánh có mô tả một người chồng luật pháp là một người không biết về Chúa. Nó buộc mày phải nấu cơm nha. Mày đi làm mệt nhọc đi về mày phải nấu cơm nha. Nó buộc mình làm cái gì đó rất là khó khăn. Và đang lúc người chồng còn sống thì người vợ không được phép lấy chồng khác. Đó là luật hôn nhân gia đình của Việt Nam chúng ta và cũng là điều mà Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 7 ghi lại, phải không? Trừ phi người chồng đã phải chết đi. Và Chúa muốn nói một cái ví dụ, đó là gì? Đó là xác thịt, nó giống như con người chồng cũ chúng ta. Nó giống như một con người cầm buộc, con người cũ chúng ta. Nó cầm buộc, nó khó khăn, nó làm chúng ta khổ sở. Và đó là lý do mà cái con người cũ hay là cái người chồng ở trong xác thịt nó phải bị chết đi. Thì chúng ta mới tự do để nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Và Ngài là Chúa, là chủ, là chồng của mọi chúng ta, là như vậy. Và đó là lý do mà tại sao mà Chúa muốn dùng hình ảnh hôn nhân. Đó là hội thánh chính là người vợ tinh khiết và Chúa Giêsu là người chồng. Và đó là cái điều rất là đẹp mà Chúa muốn ví dụ như vậy. Và cũng là người cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 15 về những người nữ đồng trinh cũng giống hình ảnh giống như vậy. Quý vị ơi, Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời tuyệt vời. Ngài có một chương trình diệu kỳ của Ngài trên từng đời sống quý vị và chính mình tôi. Và đang khi chúng ta bước đi với Chúa, Thánh Linh của Chúa Ngài muốn chúng ta phải ở trong con người mới. Đừng có làm một cuộc cách mạng nửa vời. Nhưng mà nếu chúng ta muốn là người hầu vì Chúa, thì cái điều đầu tiên, giống như Kinh Thánh ghi rằng hột giống lúa mì nếu chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì ở một mình, nhưng nếu chết đi thì sẽ kết quả. Cũng vậy, cái con người xác thịt nó phải bị chết đi thì chúng ta mới được tự do đến với Chúa Giêsu. Và đó là cách mà Chúa muốn dùng hình ảnh này trên mọi chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 17, Chúa Giêsu dạy quý vị và chính mình tôi: không ai đổ rượu mới vào cái bình da cũ. Nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bình mới thì giữ được cả hai bề. Cũng vậy, cái con người chồng đó nó phải bị hủy diệt đấy, người chồng, chồng cái con người cũ đó, thì chúng ta mới tự do bước đi ở trong Thánh Linh của Chúa ở trên mọi chúng ta. Và như vậy thì câu hỏi được đặt ra, làm sao chúng ta biết rằng chúng ta đã chết về luật pháp? Cái điều kiện của người hầu vì Chúa đó là gì? Theo cách mới của Thánh Linh có nghĩa là gì? Người đó, cái điều đầu tiên, người đó phải chết về luật pháp. Làm sao chúng ta biết rằng chúng ta bị được chết về luật pháp? Làm sao? Đó là chúng ta phải được sanh lại, phải được bước đi ở trong một con người mới, ở trong ân điển mà Chúa ban cho. Ở Roma đoạn 14, Roma đoạn 14 câu số 17, đúng không ạ? Ở Roma đoạn 14 câu số 17, lời Chúa nói như thế này:
vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Cảm ơn Chúa. Nước Đức Chúa Trời không có tại sự ăn uống, nhưng mà tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Thánh Linh vậy. À, nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta đang là một con người mới ở trong Chúa, thì cho dù cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta có như thế nào, thì lòng chúng ta có một sự vui mừng, có một sự bình an. Xung quanh chúng ta, người ta có nhiều COVID, nhiều F0 lắm, nhiều người dương tính lắm, nhưng mà tự nhiên chúng ta vẫn có một sự bình an của Chúa cho trên đời sống của mình. Và đó là cái dấu hiệu của một người được ở trong ân điển của Chúa, ở trong sự công bình của chính mình Ngài. Amen. Quý vị đã thấy được điều đó chưa? Nếu có thì đó là một trong những dấu hiệu, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì Kinh Thánh ghi ở trong Galati đoạn 5 câu 22 rằng: nhưng trái của Thánh Linh, cái bông trái của Thánh Linh, một con người mới đó là gì? Cái bông trái là gì? Đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Cảm ơn Chúa. Và dễ lắm khi một người mà ở trong một cái con người mới là quý vị có thể nhìn, có thể cảm nhận được ngay lập tức về cái năng quyền của Chúa ban cho đời sống của họ. Một sự vui mừng lớn lao, một sự vui mừng tràn ngập trên từng đời sống để chúng ta kinh nghiệm được ân điển của Ngài trên mỗi chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy một hội thánh được lớn lên, một con người được tầm thước vóc dạc ở trong ân điển mà Chúa ban cho. Ở công vụ sứ đồ đoạn 9 câu 31, lời Chúa nói như thế này: ấy vậy trong hội thánh, cả hội thánh xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Thánh Linh vùa giúp. Lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp thì số của hội được thêm lên. Một con người được bước đi ở trong ân điển của Chúa thì người đó luôn luôn muốn làm cho Chúa đẹp lòng bằng cách ra đi, và khi mà được giao công việc gì đó thì cái số con người tín hữu càng ngày càng tăng hơn. Nếu người hướng dẫn lãnh đạo quý vị, người mục sư quý vị giao quý vị một bầy chiên 5 người, tháng sau còn 4 người, tháng sau nữa còn 3 người, tháng sau nữa giải tán luôn, không ai nhớ, thì nó là một cái vấn đề chúng ta sẽ xét lại. Nó có vấn đề gì đó, nhưng mà cái luôn luôn là một trong những cái yếu tố của một cái sự sống trong Chúa, thì nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Giống như đơn giản một cái cây chúng ta trồng, như vườn năng tưới như nước suối không hề khô vậy, thì cái cây đó càng ngày nó càng tăng trưởng. Thuộc linh cũng giống như vậy, nó phải là một cái sự sống lớn của Chúa ban cho. Ở công vụ đoạn 13 câu 48, những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng. Người ngoại đạo họ cũng đi vui mừng ngợi khen Chúa, phàm những kẻ đã định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì đang khi cái một trong những cái yếu tố của một con người mà chết vì luật pháp đó là gì? Con người đó nhận lấy sự sống và tăng trưởng lớn lên ở trong ân điển của Chúa một cách dưới dịch. Và đó là cái cách mà Chúa muốn ảnh hưởng. Một ngày nọ có một người đang khi dẫn người bạn trai của mình, muốn người bạn trai mình tiếp nhận Chúa, nhưng mà nói hoài không ai. Rồi khi mà mời ảnh đi tin Chúa, vô trong hội thánh, anh lấy cái tay anh bịt lỗ tai lại, tại nể người yêu mà đi nghe giảng để được người yêu mời tới hội thánh. Ảnh ngồi dưới cuối cùng, anh không dám ngồi trên, ngồi trên sợ mấy người học vị Chúa la. Ảnh ngồi dưới, hội thánh hát, anh hát, anh cũng hát theo, anh thấy cũng hay, lạ hay, vỗ tay anh cũng vỗ tay theo. Nhưng khi ông mục sư đứng lên giảng, ông bịt lỗ tai lại, ông không nghe, ông chịu nghe. Đang khiến bịt lỗ tai như vậy, lúc bây giờ ở trên hội thánh cầu nguyện, không biết không lẽ dở cái tay ra thì kỳ quá. Thì đang khi cầu nguyện như vậy thì có một con ruồi ở đâu nó bay. Ông đưa cái tay ra, ông quạt con ruồi. Ông mới đưa tay ra cái ông mục sư, ông nói một cái câu: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Ông giật mình, ủa
mình có lỗ tai mà sao không nghe, mà không nghe sao đâu tìm Chúa. À, một câu chuyện rất là đơn giản, một vui, nhưng mà nói lên một yếu tố rằng khi một người đã ở trong sự tăng trưởng của Chúa thì Chúa có cách để hành động để người ta nhận biết Chúa, để nhận biết ở trong ân điển của Chúa và tiếp nhận danh của Ngài. Cái người đó sẽ kinh nghiệm được ân điển của Chúa trên đời sống. Ở trong Tôi Thứ Gì đoạn 6 câu 10, ngó như là buồn rầu nhưng mà thường được sự vui mừng. Ngó như là không có tiền nhưng mà luôn luôn vui mừng. Ngó như nghèo ngặt nhưng mà thật là làm cho nhiều người được giàu có. Ngó như không có gì cả nhưng mà có mọi sự. Hallelujah. Quên tôi cái gì đoạn 6 câu 10. Và đó là điều, cái dấu hiệu của một người được bước đi ở trong ân điển của Chúa. Có một cái gì đó, cái sự sống bên trong nó trào dâng. Ngó như là buông rầu nhưng mà là vui mừng. Ngó như là nghèo ngặt nhưng mà làm cho thật là nhiều người được giàu có, được thịnh vượng. Và đó là cái điều mà Chúa muốn hướng dẫn dạy dỗ trên từng đời sống chúng ta. Và đó là cái dấu hiệu của một người bước đi ở trong ân điển của Chúa. Khi mà bất cứ người đó đi tới đâu thì ảnh hưởng của Đấng Christ, sự ngọt ngào, sự chan hòa đến tới đó. Amen không ạ? Sự xuất hiện quý vị làm cho cái khu vực đó nó buồn thêm hay là vui mừng? Đó là cái điều mà quý vị phải trả lời. Đúng không ạ? Một cái người của Chúa là một cái người khi mà đi tới đâu, đúng không? Biến chủng khóc lóc trở nên nơi có mặt mưa sớm phủ phước cho nó. Đang khi họ đi tới, sức lực lần lần thêm, đi thiên 84. Và nhưng mà một cái người mà không phải là người đầy xác thịt thì cái người ta đang ở trong vui mừng, cái người đã tới thì biến cái chỗ vui mừng thành cái chủng khóc lóc. Nhưng mà cái người mà bước đi ở trong phước hạnh của Chúa thì đi qua chủng khóc lóc thì biến cái chủng đó trở nên nơi có mạch mưa sớm phủ phước cho nó. Và đang khi họ đi tới, sức lực lần thần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siêu. Và đó là sự khác biệt giữa người xác thịt và một người bước đi ở trong Thánh Linh của Chúa. Câu hỏi đặt ra đây đó là quý vị đang khi bước đi với Chúa, cái nơi quý vị đi tới, danh Chúa có được vinh hiển không? Sự vui mừng có chiếm trọn chỗ đó hay không? Hay người ta đang vui, quý vị đi bước vô cái người ta buồn thiêu luôn. Và đó là quý vị phải tự trả lời cho câu hỏi mà lời Đức Chúa Trời đặt ra cho quý vị buổi tối hôm nay. Yếu tố thứ hai mà chúng ta phải biết rằng ở trong cái điều kiện để con người đã phải chết đó là gì? Những chi thể trong thân hay là hội thánh của Chúa đó phải được tăng trưởng đồng đều. Những cái chi thể ở trong thân phải được tăng trưởng đồng đều. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 6 Kinh Thánh ghi rằng hễ chi sanh bởi xác thịt thì là xác thịt. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thân. Wow. Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là gì? Là thân. Hay là linh. Hay là tâm linh. Hay là thần linh. Hay là sự sống thiêng liêng. Hay là thần khí. Ô quý vị ơi, quý vị có một cái năng quyền lớn lao mà Chúa ban cho trên đời sống quý vị. Tại sao mà Chúa nói quý vị là thần? Ở trong phim thần là gì? Có cánh bay không? Làm những cái việc siêu nhiên. Quý vị là thần á. Kinh Thánh ghi chứ không phải là tôi nói nha. Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Ủa? Phải không? Là Chúa nói vậy có đúng không? Ở đây bao nhiêu người đã từng cầu nguyện, người ta kinh nghiệm được sự chữa lành ở Đức Thế Lên? Bao nhiêu người? Ấy, cảm ơn Chúa. Đó là thần đó. Đúng không ạ? Đó là Chúa đang hành động qua những con người bước đi trong Thánh Linh. Sự chữa lành nó đến từ Chúa, không phải đến từ quý vị đâu. Cho dù quý vị có tin Chúa bao lâu đi nữa, không vì Chúa bao lâu chứ vậy không, cái sự chữa lành nó không bao giờ đến từ quý vị. Quý vị chỉ là một cái trung gian dẫn đưa quyền năng của Chúa đến cho người khác. Và thần ở đây là gì? Đó là tôi có thể đang ngồi ở Sài Gòn, quý vị đang ở Cà Mau, nhưng mà từ Sài Gòn chúng ta có thể cầu nguyện để những con người ở Cà Mau kinh nghiệm một sự chữa lành. Từ Cà Mau chúng ta cầu nguyện ra miền Bắc, từ Cà Mau chúng ta cầu nguyện qua nhiều quốc gia để có sự chữa lành ở tại đó. Thần là như vậy. Nó xuyên không gian, phải không ạ? Có nhiều lúc chúng ta không cần phải đụng đến người đó, nhưng mà đã khi ta cầu nguyện thì cái quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Thần là như vậy. Thần khí. Đó là một trong những điều mà Chúa ban phước cho chúng ta.
Thân là gì? Đó là khi mà một con người ở trong sự hiện diện giống như là Thánh Linh của Chúa đến, có một sự tươi vui ở trong thân thể, có một sự mạnh mẽ ở trong thân thể. Thân là như vậy, sự chữa lành đến, sự phước hạnh của chính mình Chúa đến. Và đó là cách mà Chúa muốn quý vị bước đi, nắm lấy lời của Chúa và vận hành ở trong ân điển của Ngài. Tiết đoạn 3 câu 5 Kinh Thánh rằng, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Sự rửa của sự lại sanh và sự đổi mới Thánh Linh của Chúa làm cho chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Và đó lý do mà tại sao trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 16 Kinh Thánh ghi rằng, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể được ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo khiến các phần giao thông với nhau tuy lượng sức mạnh của từng phần mà làm cho cả thân thể được mạnh mẽ. Amen. Khi một con người bước đi trong Thánh Linh của Chúa thì đi tới đâu thì chúng ta được khiến cho cả thân thể được mạnh mẽ. Đó là điều mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta. Quý vị đang ở trong một hội thánh gồm có nhiều chi thể. Có thể là quý vị đang là cái tay, có thể đang là cái chân, nhưng mà tay không được nói với chân là ta chẳng cần mày. Nhưng mà cả thân thể đều được gắn bó, được gần gũi, cần lẫn nhau như lời Chúa dạy chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 12. Đó. Amen không ạ? Nên những chi thể này không thể nào độc lập nhau được. Cái tay này nhìn khỏe lắm, nhưng mà bây giờ cắt cái tay này để riêng ra thì sao? Thì nó sẽ bị hư, sẽ bị thối, và người ta vứt nó đi không dùng được. Quý vị ơi, cho dù quý vị có mạnh mẽ thì cái sự mạnh mẽ đó nó chỉ được kết nối ở trong cả một cái thân thể thì nó mới là một cái tay mạnh mẽ được. Cũng vậy, quý vị cho dù có quyền năng, quý vị có thể đặt tay người đau được lành, nhưng mà cắt cái tay đó đưa ra xa thì cái chi thể đó vô dụng. Và tất cả mọi chúng ta đều cần lẫn nhau là như vậy. Amen không ạ? Hãy nói với bên cạnh rằng, bạn ơi, bạn cần tôi và tôi cũng cần bạn nữa, vì chúng ta là chi thể của nhau mà Chúa Giêsu là đầu. Amen. Hãy nói với người bên cạnh mình đi. Hãy nói với người bên cạnh mình, bạn ơi, bạn cần tôi và tôi cần bạn, vì chúng ta đều là chi thể của nhau ở trong thân thể của Chúa mà Chúa Giêsu là đầu. Amen không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta đều cần lẫn nhau để hỗ trợ, để quan tâm, để khích lệ lẫn nhau. Quý vị nhìn thấy bàn tay của tôi. Nó có những cái khuyết điểm. Cái bàn tay, nó có những khuyết ở đây. Và nó dễ bị gãy lắm. Nếu mà trường hợp có một cái gì đó tấn công, nó gãy liền. Và bây giờ, bên đây là bàn tay. Bên đây nó cũng có những khuyết điểm. Và bây giờ hai cái bàn tay muốn mạnh gì? Cái khuyết điểm của này, nó đang xen khuyết điểm khác. Và nắm lại trở một cái đấm rất mạnh. Thân thể cũng vậy. Chúng ta cần lẫn nhau. Chúng ta bổ khuyết cho nhau. Cái chỗ, cái ưu điểm chúng ta sẽ đưa vào trong khuyết điểm người khác. Và chúng ta đang xen lại với nhau như một bàn tay. Như là một nắm đấm rất là mạnh mẽ. Và không thể nào phân chia được. Hội thánh cũng vậy. Quý vị cần có một sự hiệp nhất với nhau ở trong ân điển của Chúa. Để chúng ta được tăng trưởng, được tăng trưởng ở trong ân điển của chính mình này. Và đó là cách mà Chúa muốn quý vị bước đi và kinh nghiệm được sự thắng ở trong danh của Chúa. Khi mà chúng ta chết thì chúng ta có thể hiệp nhau được. Phải không ạ? Tại vì sao? Tại một người chưa chết thì khi nào chúng ta nhìn thấy, ồ sao cái người này sao giỏi hơn tôi, cái bắt đầu mình ganh tị. Thấy gì mình vui, hallelujah, bạn này giỏi hơn mình, hallelujah, cảm ơn Chúa. Nếu mà chúng ta nói được điều đó thì tự nhiên là chúng ta là được trưởng thành rồi đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy người nào giỏi hơn mình, mình cầu nguyện người nào không hết, nhưng người khác, cái người cầu nguyện hết, cái mình ganh tị với người đó. Đó không phải, đó phải thân thể. Tất cả thân thể, cái nào yếu đuối thì cái khác phải hỗ trợ, thì đó mới là thân thể. Như lời Chúa muốn dạy chúng ta trong Cô Tô Nhất đoạn thứ 12. Amen. Hãy cần thiết lẫn nhau ở trong ân điển của Chúa. Để chúng ta được lớn lên, được mạnh mẽ ở trong phước hạnh mà Chúa ban cho. Điều thứ ba mà chúng ta nhìn thấy cái điều kiện để chúng ta thể chết về luật pháp ở trong cách hầu việc cách mới ở Thánh Linh, đó là gì? Đó là mọi chi thể đều phải phát triển để giúp việc
giao ước mới. Mọi chi thể đều phát triển để giúp việc giao ước mới. Ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 3 câu số 6, câu thánh được chiếc đang chiếu trên bàn màn hình. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi, giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ thì làm cho chết, song Thánh Linh thì làm cho sống. Cảm ơn Chúa. Quý vị và tôi được bước đi để hầu việc trong giao ước mới, là giao ước mà Chúa ban phước trên từng đời sống chúng ta, là một giao ước của sự thịnh vượng, một giao ước của sự ban cho. Và đó là cách mà Chúa muốn bày tỏ ở trong Côrintô nhất đoạn 12 câu thánh, phân đoạn hành thánh nãy giờ chúng ta nhắc lại nhiều lần. Côrintô nhất đoạn 12: và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có sự ban cho khác nhau, nhưng mà chỉ có một Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi người, cho ai nấy đều được ích chung. Và người này nhờ Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Thánh Linh ấy được lời nói tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh cho người này chữa tật bệnh. Cảm ơn Chúa. Mọi điều đó là công việc đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, chứ không phải theo ý của mình nha. Theo ý của Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Nên khi mà ai mà được ơn trong việc hướng dẫn thờ phượng, hãy dẫn dắt dân sự bước đi ở trong sự quyền năng của Chúa. Ai được ơn trong việc chiếu phòng Zoom, trong việc soạn bài, vân vân, hãy làm theo điều mà Chúa ban cho. Ai được ơn trong việc chia sẻ trong nhóm tế bào, hãy bước đi ở trong công việc đó. Bất cứ mọi điều mà Chúa cho phép chúng ta làm, để làm gì? Để mọi được ích chung ở trong năng quyền Thánh Linh của Ngài. Amen không? Và tại đây chúng ta phải nhìn thấy Thánh Linh của Chúa Ngài kết hiệp để chúng ta trở nên mạnh mẽ ở trong ân điển mà Chúa ban cho. Báo ước rằng mỗi chúng ta không ai ganh tị, phải không ạ? Để cùng hiệp chung với nhau ở trong thân thể của Chúa. Đơn giản là chúng ta chung một thân thể. Amen không ạ? Và hội thánh của toàn thế giới chung một thân thể, gọi là hội thánh phổ thông, mà Chúa Giê-xu là đầu. Và đó là cách mà chúng ta được lớn lên. Nó ở đây nó không có phân biệt hệ phái, bắp tít hay là liên đoàn truyền giáo, CMA hay là giám lý, trưởng lão, nhưng mà cùng hiệp lại với nhau, để rồi các thân thể có chỗ nào yếu thì được ràng buộc, được hỗ trợ lẫn nhau, để cả thân thể đều được mạnh mẽ. Thân thể đó có Chúa Giê-xu Christ là đầu, chứ không phải là một ông giáo hội trưởng nào đó, không phải, mà Chúa Giê-xu chính là đầu. Amen không ạ? Để danh Chúa được vinh hiển trên mọi chúng ta. Khi ta ý thức được điều đó thì hội thánh của Chúa sẽ kinh nghiệm được một sự thăm viếng phục hưng mạnh mẽ của Chúa. Chúng ta cần lẫn nhau và cần Thánh Linh của Chúa trên đời sống của mình, để quyền năng của Chúa Ngài bày tỏ ân điển trên từng đời sống của chúng ta, để ngõ hầu chúng ta bước đi với ân điển, với sự sống và Chúa ban trên mọi chúng ta. Ở trong Côrintô nhất đoạn 12 câu 13, Kinh Thánh ghi rằng: vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc người Sài Gòn, hoặc người Cờ Mau, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều chịu phép bắp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều uống chung một Thánh Linh nữa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta uống chung một Thánh Linh, chạy trong một dòng chảy Thánh Linh của Chúa, để quyền năng của Chúa thực thi ấn điển của Ngài cách mạnh mẽ trên mọi chúng ta. Và chúng ta ôn lại điều thứ nhất đó là gì? Đó là gì? À, thứ nhất đó là điều kiện là gì? Là chết về luật pháp. Đó mà. Điều kiện để hầu việc Chúa trong cách mới đó là chết. Đã chết về luật pháp. Và điều thứ hai mà chúng ta học hỏi trong buổi tối hôm nay, đó là đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh. Hay nói một ngôn ngữ khác, đó là chúng ta tăng trưởng để hầu việc Chúa. Đó là một cái tiến trình, đó là một cái tiến trình bởi Đức Thánh Linh,
ban trên mỗi đời sống chúng ta. Đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh. Để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh ban cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa đem một sự tươi mới của Ngài trên quý vị, trên chính mình tôi. Ngài đến để làm tươi mới ở trong điện của Chúa. Ngài kéo chúng ta ra khỏi cái sự cũ kỹ, nhưng mà làm cho đời sống chúng ta mỗi ngày bước đi kinh nghiệm một sự tươi mới. Mỗi buổi sáng lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm trên mỗi chúng ta. Ngày hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tuyệt vời hơn ngày hôm nay. Mỗi ngày một mới. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta thay đổi ở trong quyền năng Thánh Linh của chính mình Ngài. Đó là cách mà Chúa muốn trên đời sống quý vị và chính mình tôi, để ngôi hầu chúng ta bước đi với Chúa và càng kinh nghiệm về ân điển, về quyền năng, về sự sống mà Chúa ban trên mọi chúng ta. Vì luật pháp Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha chúng ta khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Chúng ta không còn ở luật pháp sự tội và chết nữa, nhưng mà chúng ta được bước đi ở trong quyền năng mà Chúa ban cho. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày một tươi mới. Và nếu quý vị không thấy tươi mới thì đó là điều nguy hiểm. Chúng ta đang ở trên một cuộc chạy đua. Nếu đứng lại thôi thì có nghĩa là chúng ta đã thua rồi. Nên mỗi ngày phải nhờ cậy nơi Chúa và sự sống Thánh Linh của Chúa, Ngài đến trên từng đời sống chúng ta, làm tâm linh chúng ta được mạnh mẽ, được tươi mới ở trong ân điển của Chúa. Ở trong Jeremy đoạn 18, Jeremy đoạn 18 câu 1 câu 6, Kinh Thánh ghi rằng Chúa là đấng tạo dựng nên mọi chúng ta. Chúa, chúng ta là những cái bình gớm ở trong tay người thợ gớm. Và Đức Chúa Trời có cách để thực thi chúng ta ở trong ân điển của Ngài. Chúng ta không phải là những cái đồ trang sức rẻ tiền, nhưng mà chúng ta là những viên kim cương được nén, được ép ở trong sâu, ở trong lòng đất. Và đó là lý do mà khi hầu việc Chúa, nó không phải là vấn đề đơn giản, rất là khó khăn. Nhưng mà đó là cái sức nén, đó là sự khó khăn. Đôi lúc chúng ta cảm thấy mình mệt nhọc, đôi lúc chúng ta cảm thấy mình, ôi sao không ai hiểu mình hết. Ở đôi lúc chúng ta cảm thấy. Nhưng mà nhiều cái sự cảm thấy như vậy, chúng ta cầu nguyện để nương nhờ Thánh Linh của Chúa, và Ngài đến để giải cứu, Ngài đến để giúp đỡ, Ngài đến để giải phóng chúng ta ở trong ân điển của Ngài, và chúng ta được lớn lên. Hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo ở dưới đất. Chúng ta tưởng tượng mình là hột giống lúa mì đi, đất ở trên khó chịu lắm, chúng ta không nhìn thấy bầu trời nữa, tối đen lắm. Nhưng mà nó chết và cái sự sống nó vươn lên, nó đất tỏa ra và nó bật lên cái sự sống. Và đó là cách mà Chúa muốn hướng dẫn trên mọi chúng ta về quyền năng sự sống. Chúng ta không phải là vật trang trí rẻ tiền, nhưng mà là những viên kim cương được mài, được dũa chính bàn tay Chúa trên đời sống của chúng ta. Hãy trân trọng những cái khó khăn, những cái thử thách, vì đó là cách mà Chúa muốn quý vị được lớn lên, được tăng trưởng, để qua đó quý vị có thể giúp đỡ cho người khác những gì mà Chúa muốn trên đời sống quý vị. Amen không ạ? Chúng ta ao ước rằng sự sống Thánh Linh của Chúa Ngài đến để làm gì? Ban cho chúng ta, Đức Thánh Linh đem một sự tươi mới của Ngài trên quý vị. Vì luật pháp Thánh Linh Ngài đến, Ngài giúp đỡ trên mọi chúng ta một cách mạnh mẽ hơn. Và điều thứ hai nữa là gì? Đó là cái sức đề kháng bởi Đức Thánh Linh đó, mạnh hơn cái virus corona. Virus xác thực. Cái sức đề kháng Thánh Linh mạnh hơn cái virus của corona. Amagon, cái virus mới, và bây giờ người ta có cái virus mới nữa, dịch nó mới khám phá rồi. Omicron là một cái virus cũng cũ rồi. Một biến thể mới nữa là BA4 là nó còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà không sao, mọi cái điều đó nó không có thể nào đến trên mọi chúng ta được, vì chúng ta được sự bảo vệ của Chúa trên đời sống của mình. Ở trong Roma đoạn 8 câu số 11, Kinh Thánh ghi rằng lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em,
thì đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ công kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em, thân thể hay phạm tội của anh em, thân thể hay yếu đuối của anh em lại sống. Cảm ơn Chúa. Đây là lời hứa của Chúa cho đời sống quý vị, để chúng ta nhận lấy sự sống của Ngài để bước đi bởi ân điển, bởi sự sống, bởi quyền năng của Ngài hơn nữa trên đời sống của mình. Hãy nương cậy Chúa quý vị à. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã chọn quý vị trong ân điển, ở trong tình yêu của Ngài, và hãy tiến đến ở trong sự thới thành mà Chúa ban cho. Ở Galati đoạn 6 câu 8 kinh thánh ghi là kẻ gieo trong xác thịt bởi xác thịt mà gặt hư nát, song kẻ gieo trong Thánh Linh bởi Thánh Linh gặt sự sống đời đời. Quý vị mỗi ngày đang gieo trong xác thịt hay gieo trong Thánh Linh? Mỗi ngày chúng ta gieo ở trong sự căm thù, sự không tha thứ, hay là gieo trong tình yêu và tha thứ? Chúng ta mỗi ngày được bước đi ở trong năng quyền của Chúa thế nào thì hãy cảm ơn Chúa vì ân điển mà Chúa dành ban cho đời sống quý vị. Và cái điều cuối cùng chúng ta được học biết, chúng ta đọc hai điều, đó là điều kiện để chúng ta phải chết, và điều thứ hai là chúng ta tăng trưởng để hầu việc Chúa, là một tiến trình ở trong Thánh Linh. Và điều thứ ba, điều cuối cùng chúng ta học biết, đó là đầy dạy Đức Thánh Linh là sự tăng trưởng trọn vẹn, để không phải chúng ta khoe mình mà là gì, để hầu việc Chúa cách mới ở trong Thánh Linh, chứ không phải cách cũ của văn tự. Đầy dạy Thánh Linh đem đến sự thay đổi để phục vụ Chúa theo cách mới của Thánh Linh. Vì chân dân là bắp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Và ở trong Giăng Báp Tít nói về Chúa Giêsu, ở trong Luca đoạn 3 câu 16 kinh thánh ghi rằng dân các tiếng nói rằng về phần ta là bắp tem các ngươi bằng nước, nhưng đấng đến sau ta là bắp tem các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Quý vị đã được kinh nghiệm bắp tem Đức Thánh Linh rồi, cảm ơn. Bao nhiêu người được bắp tem Đức Thánh Linh là xin đưa tay lên. Bao nhiêu người đã được kinh nghiệm bắp tem Đức Thánh Linh là xin đưa tay lên. Ok, cảm ơn Chúa. Bao nhiêu người đã được kinh nghiệm bắp tem bằng lửa rồi, xin đưa tay lên. Bằng lửa. Chứ tao không có dám đưa tay lên. Bắp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng Kinh Thánh cũng ghi rằng khi Thánh Linh của Chúa giáng trên các ngươi sẽ chịu bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Và chúng ta nhìn thấy cái ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 1 câu 4, lửa bằng lưỡi, như lửa đậu trên mỗi người. Lửa khi mà nó có một cái tính chất, đó là không những tỏa sáng nhưng mà sự tinh sạch. Khi xưa mỗi lần người ta khử trùng, người ta chưa có cồn thì người ta khử trùng bằng gì? Bằng lửa. Người ta đốt những cái kim loại qua lửa để người ta có thể sử dụng ở trong cái những vấn đề nó mang tính thuần khiết. Lửa, cái tính chất lửa là cái tính chất chui luyện. Quý vị ơi, mỗi chúng ta đang khi được lớn lên để phục vụ Chúa, và giao ước chúng ta bước qua ở trong một giai đoạn. Giai đoạn đó là giai đoạn của sự từng trải, để rồi chúng ta được tu luyện tốt hơn. Phi-e-rơ đã từng đứng trước mặt Chúa và nói rằng: "Ô Chúa, dù mọi người chối thầy nhưng mà tôi không chối thầy bao giờ." Nhưng mà rồi ông là người chối, không phải là chối một lần mà là chối ba lần. Nhưng mà Chúa vẫn ân điển của Ngài, Ngài chờ đợi trên đời sống của ông để ông trở lại với Chúa. Và ở trong hội thánh Công Vụ Sứ Đồ đoạn 2 thì chính Phi-e-rơ là người đứng lên để nói rằng những cái này không xây rượu mới đâu, nhưng mà họ kinh nghiệm Thánh Linh của Chúa như Gioan, lời của Chúa đã công bố, đúng không ạ? Trong những ngày cuối rốt, Ngài sẽ đổ thân của Ngài trên đầy tớ trai và gái của Chúa. Một sự thay đổi lớn lao trên đời sống một người, đó là gì? Ông đã được kinh nghiệm qua phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Cái con người cũ, con người tồi bại, con người nhút nhát, con người thảm hại của ông được bày tỏ ra để lửa chỉ ra, để ông có sự ăn năn với Chúa. Nên đang khi có những điều gì mà chúng ta cảm thấy mình bất năng, cảm thấy yếu đuối, đừng buồn, nhưng cảm ơn Chúa và chúng ta thấy được điều đó. Thánh Linh của Chúa Ngài cho chúng ta thấy được làm gì? Để chúng ta ăn năn, để quay về với chính mình Ngài.
ăn năn để từ bỏ, chứ không phải ăn năn để tái phạm nha. Ăn năn, từ bỏ, quay 180 độ lại. Và chính đó là cách mà Chúa muốn chui, muốn luyện đời sống quý vị được mạnh mẽ ở trong ân điển của Chúa càng hơn. Đó là cách mà Chúa mỗi ngày nâng chúng ta lên cao để bước, để đưa chúng ta đến với ân điển, với sự sống của chính mình Ngài. Và đó là cách mà Chúa muốn chui, muốn luyện, muốn làm cho chúng ta bén hơn, nhọn hơn ở trong quyền năng của Chúa. Amen không ạ? Và đó là bài học mà Chúa muốn dạy dỗ trên mọi chúng ta, để mỗi ngày chúng ta bước đi với Chúa, hanh thông với Chúa hơn. Không phải chúng ta mạnh mẽ trong những buổi nhóm mà đầy dậy Đức Thánh Linh, oh hallelujah, hallelujah, và sau đó quay về đi yếu xìu. Đâu phải, không phải là sự mạnh mẽ. Cái đó chúng ta chỉ là một cái cảm xúc của chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ đến với Chúa và kinh nghiệm quyền năng của Chúa trên đời sống của mình với cá nhân quý vị. Chỉ quý vị, một mình quý vị với Chúa. Và đó là cách mà Chúa nâng quý vị lên. Đó là cách mà Chúa kéo quý vị đến. Đó là cách mà Chúa tôi luyện quý vị bằng Thánh Linh và bằng lửa. Và đó là cách mà mỗi ngày chúng ta đang khi nhờ cậy Chúa thì Ngài ban ân điển của Ngài trên chúng ta. Đầy dẫy Thánh Linh đem chúng ta vào sự hiện diện của Chúa. Khi chúng ta kinh nghiệm báp-têm Thánh Linh có nghĩa là sự hiện diện của Chúa trên mọi chúng ta. Ở trong Xuất Ê Díp-tô Ký đoạn 40 câu 34-38. Áng mây bao phủ hội mạc, sự vinh hiển Đức Chúa và đầy dẫy đền thờ. Khi một người kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh của Chúa như là áng mây đầy dẫy đền thờ. Và Kinh Thánh ghi rằng vì trong các hành trình dân Israel, áng mây Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm, có lửa trong ban đêm hiện ra trước mặt dân Israel. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn hiện diện trên từng đời sống quý vị. Cho dù quý vị có ra đìa, quý vị có ra đập, quý vị có ra sông, quý vị có đi một nơi rất sâu ở trong rừng U Minh, thì Đức Chúa Trời vẫn còn đeo đuổi trên đời sống quý vị. Chủ máy, chủ lửa, sự hiện diện của Ngài trên đời sống quý vị. Đừng nghĩ rằng giữa thành phố mới có sự hiện diện của Chúa, ở trong nhà thờ mới có sự hiện diện của Chúa, không. Bất cứ nơi nào đăng ký chúng ta khát khao, bất cứ nơi nào chúng ta nắm vật áo của Chúa đó lại Chúa, xin Ngài thông viếng thì Ngài đến trên mọi chúng ta. Đức Chúa Trời phán trong những ngày sâu rốt, Ngài sẽ đổ thân của Ngài trên mọi xác thịt. Quý vị ơi, quý vị đang ở trong những ngày sâu rốt, những cái biểu hiện của chiến tranh, những biểu hiện của dịch lệ đang tràn lan khắp mọi nơi. Lời Đức Chúa Trời phán hứa chúng ta đều đã và đang ứng nghiệm rất lạ lùng. Chúng ta nhìn thấy Ukraine và nước Nga đang đánh nhau, nước Nga đang kéo quân vào xâm lược Ukraine. Và đó là điều chưa bao giờ có từ đệ nhị thế chiến. Cách đây 40 năm, không, trong thời đại hiện đại không có một đất nước nào mà tiến quân đánh chiếm một đất nước mà giết dân một cách nhiều như vậy. Số lượng người chết vài trăm người, có người nói là cả ngàn người, cả hai bên rồi. Chết rất nhiều, chỉ cần trong mấy ngày thôi, mới một tuần lễ thôi mà chết nhiều như vậy rồi. Chiến tranh đang xảy ra và Putin đe dọa về vũ khí hạt nhân, người ta nghe lắc đầu. Không những có tiếng đồn về giặc như ở trong Matthew đoạn 24, nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy điều đó. Rồi những cái dịch lệ đang xảy ra ở Việt Nam chúng ta trong thời gian qua, mỗi ngày như vậy trong một tuần qua, mỗi ngày ở Việt Nam chúng ta có bao nhiêu người bị dương tính quý vị biết không? Hơn 100.000 người. Mỗi ngày hơn 100.000 người trên cả Việt Nam bị dịch. Kinh khiếp à? Quá nhiều. Số lượng quá nhiều. Và người ta đang sống chung với dịch tệ. Ngày cuối cùng rất gần rồi. Và Chúa nói rằng trong những ngày cuối rốt, Ngài sẽ đổ thân của Ngài trên đầy tớ gái và trai của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây là thời kỳ cuối. Đây là thời kỳ mà chúng ta có quyền để quyền năng Thánh Linh của Chúa Ngài đến trên chúng ta bằng sự hiện diện của chính mình Ngài, bằng quyền năng lớn lao của Chúa. Và thời điểm này là thời điểm mà quý vị và chính mình tôi đã khi bước vào trong sự hầu vị Chúa, thì bởi ân điển mà Chúa ban trên mọi chúng ta. Quyền năng Thánh Linh bày tỏ qua Đức Thánh Linh để minh chứng một thân thể khỏe mạnh. Thánh Linh của Chúa Ngài đến để như là một sự chứng minh rằng Ngài ban quyền năng của Ngài chúng ta một thân thể mạnh khỏe. Nhưng Thánh Linh của Chúa giáng trên người thì người sẽ nhận lấy quyền phép.
chữ quyền phép ở trong nguyên ngữ đó là dunamis. Dunamis và dunamo. Dunamis là một cái chất nổ, pum, nổ to lên. Dunamis, một chất nổ, pum. Dynamo có nghĩa là một cái máy phát điện. Một người kinh nghiệm được quyền phép có nghĩa là gì? Một cái như là một máy chất nổ thổi bung lên, có những cái ngọn núi, có núi ngăn trở hành trình con trăng, cái núi nổ bum bởi những dynamis quyền năng. Chất nổ là như vậy, nhưng mà không phải nổ một cái là xìu luôn nhưng mà nổ giống như máy phát điện liên tục. Đó là quyền phép, chữ nguyên gốc của quyền phép mà Chúa muốn có trên đời sống quý vị, mà làm chứng về ta, nhận lấy quyền phép để không phải để khoe mình, để không phải chỉ lắp cầu nguyện ông ơi tiên mới biểu diễn, không phải, nhưng mà làm gì? Để làm chứng về ta, làm chứng nguyên gốc. Đó là chữ Martis. Martis có nghĩa là một người tuần đạo. Tuần đạo có nghĩa là gì? Một người dám nói về Chúa Giêsu, dám sống vì Chúa Giêsu, và thậm chí dám chết vì Chúa Giêsu. Đó là người tuần đạo. Đó là chữ Martis. Đó là chữ làm chứng về Chúa Giêsu tại thành Jerusalem, xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng. Quý vị ơi, Thánh Linh của Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta làm những công việc như vậy, một sự bùng nổ mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa và trở nên một người Martis, một người chứng nhân cho Chúa Giêsu. Ai trong quý vị muốn hứa với Chúa rằng con sẽ là người chứng nhân cho Chúa Giêsu, xin đưa tay lên. Chứng nhân là gì? Như tôi đã nói rồi, người dám nói về Chúa Giêsu, dám sống cho Chúa Giêsu nha. Có nhiều người nói mà không dám sống là không được, giả hình. Dám nói về Chúa Giêsu, dám sống cho Chúa Giêsu và thậm chí sẵn sàng chết vì Chúa Giêsu. Martis, cảm ơn Chúa. Trong chức vụ hầu vị Chúa tôi, quý vị đã từng bị người ta chĩa súng vào đầu mình chưa? Chưa. Tôi bị rồi. Dĩ nhiên là cách đây nhiều năm, khi mà nhà nước, khi mà chính quyền họ chưa hiểu tin lành mình á, cách đây hơn 20 năm. Tôi đã từng bị người công an chĩa súng vô đầu vì lý do hầu việc Chúa. Vì lý do đi hầu việc Chúa, lấy súng chĩa vô đầu, bây giờ thì không dám rồi. Hồi xưa cách đây hai mấy 30 năm thì họ dám chĩa súng vô đầu. Nhưng mà tôi nói là không, cứ bắn đi. Họ nói ô bắn á, họ lên tại cái lốc một cái họ để luôn. Bắn đi. Anh bắn tôi là anh đi tù à. Thậm chí là vợ con anh là mọt gông trong tù, còn bắn một phát là tôi về thẳng về Chúa tôi. Và sau đó người công an đó họ đem súng vô họ cắt. Rồi bây giờ mỗi lần cái người đó thường liên lạc với tôi, ảnh tên Bưởng. Ảnh bây giờ cũng còn sống. Ảnh đang vẫn là công an ở tại một cái khu vực cách Sài Gòn hơn 100 km. Đúng không? Mà bây giờ ảnh rất là thân. Ảnh biết ồ cái ông mục sư này, ổng là mục sư thiệt rồi. Hồi xưa là khó khăn như vậy, chưa hiểu mà dám chĩa súng, mà ông không sợ đó. Bây giờ thì rất thân, lâu lâu nói chuyện. Và đó là cách mà Chúa có thể, tại vì gì đây không phải là do mình, không phải là do mình gan, không phải. Nhưng mà vì lý do mình trở nên một chứng nhân cho Chúa Giêsu, Baptist, dám nói về Chúa Giêsu, dám trả giá cho chân lý của Chúa Giêsu, dám sống vì chân lý đó và thậm chí dám chết vì chân lý đó. Và khi quý vị kinh nghiệm quyền năng lên của Chúa như vậy, thì đó là những con người, đó là những thân thể được mạnh khỏe bước đi trong ân điển của Ngài. Ở trong Roma đoạn 15 câu 19, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép Thánh Linh của Đức Chúa Trời ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Elysi, tôi đem đạo tin lành đấng Christ đi khắp chốn. Bởi quyền năng dấu kỳ phép lạ, chứ không phải là bởi xác thịt, đem đạo tin lành đi khắp chốn. Và nếu mà quý vị nhận lấy điều đó, tôi tin rằng Hội Thánh Cà Mau nói riêng và Việt Nam chúng ta sẽ là một Hội Thánh mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa. Vì có những con người nắm lấy sự sống và bước đi trong sự vận hành tươi mới, cách mới của Đức Thánh Linh, chứ không phải cách cũ của văn tự là như vậy. Và điều cuối cùng đó là gì? Đó là sự vận hành của Đức Thánh Linh làm cho Hội Thánh được trở nên linh hoạt. Linh hoạt, trở nên tự do ở trong quyền năng của Ngài. Ở Cô Tô Nhì đoạn 3 câu 17 Kinh Thánh ghi rằng, vả Chúa tức là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do của Chúa. Chúng ta được tự do ở trong sự vận hành Thánh Linh của Chúa. Tự do để nếm biết chính mình Ngài. Tự do để kinh nghiệm mỗi ngày một tươi mới, một
diệu kỳ đang khi đi với Chúa là một minh trình đầy những sự thú vị. Ngày hôm nay thú vị, tốt lành hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ tuyệt vời hơn ngày hôm nay. Và đó là một hành trình khám phá về tình yêu, về quyền năng, về ân điển, về sự sống dư dật của Chúa hành động trên mọi chúng ta. Chúa Giêsu ngài nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 8 rằng: gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Ngươi nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu và thổi đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng giống như vậy. Cảm ơn Chúa. Người nào sanh bởi Thánh Linh thì được Thánh Linh của Chúa di động tự do giống như vậy. Quý vị ơi, hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ ân điển trong tình yêu của Ngài. Hãy cảm ơn Chúa ơi, quý vị đang ở trong một hội thánh ân tứ, hội thánh bước đi trong đức tin, ở trong sự tin cậy chính mình Chúa. Hãy cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn còn cho chúng ta có cơ hội để có thể thông công với lời Chúa, thông công lẫn nhau để cùng kích lệ, được nâng đỡ ở trong tình yêu của Ngài. Và đây là thời điểm mà Chúa muốn quý vị nói vâng với chính mình Ngài, nói không với xác thịt, để rồi mỗi ngày chúng ta bước đi ở trong sự sống mà Chúa ban cho cấp dư dật trên từng đời sống của mỗi chúng ta. Để ngõ đầu chúng ta bước đi trong sự hầu vì Chúa theo cách mới của Thánh Linh, chứ không phải theo cách cũ của văn tự. Và từ sự sống đến sự sống trong quyền năng, trong sự đầy dẫy mà Chúa ban trên đời sống quý vị. Ao ước rằng quý vị sẽ nhớ lấy lời của Chúa. Hãy quên nhanh lời của tôi, đừng nhớ gì cả, nhưng hãy nhớ lời Đức Chúa Trời. Nắm lấy lời đó để giữ đức tin, giữ sự trông cậy từ bây giờ đến ngày Chúa Jesus Christ trở lại. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết vì luật pháp để là điều bắt buộc mình, để buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Chúa, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không phải theo cách cũ của văn tự. Amen. Xin Chúa ban phước để quý vị khám phá những chiều kích lớn lao mà Chúa ban cho quý vị mỗi ngày, mỗi giờ, cho đến ngày Chúa Giêsu Christ chúng ta trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị. Amen. Cảm Chúa, cảm mục sư. Dạ, xin Chúa ban phước cho mục sư. Dạ, xin Hội Thánh hiệp ý con cầu nguyện. Hallelujah, Trời, chúng con tạ ơn Ngài. Ngợi khen Chúa Thánh Linh vì Ngài dùng mục sư để có lời của Ngài cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con biết rằng, ôi Chúa ơi, Ngài đã mua chuộc chúng con bằng huyết của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì chúng con không còn sống ở dưới luật pháp nữa, mà Ngài đã cứu chúng con ra khỏi luật pháp rồi. Và chúng con cũng không còn hầu việc Chúa theo như luật pháp nữa, mà chúng con hầu việc Chúa theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Cảm ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài yêu thích và Ngài lựa chọn thân thể của chúng con là đền thờ của Ngài ngự, để rồi chính Chúa Thánh Linh Ngài ở trong chúng con, Ngài hướng dẫn, Ngài dạy dỗ lẽ thật của Ngài và dẫn dắt chúng con để chúng con biết cách hầu việc Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, hầu việc Chúa Giêsu theo sự chỉ dẫn của Thánh Linh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng nếu không bởi Thánh Linh Ngài thì chúng con không thể hầu việc Ngài được. Lạy Chúa, và chúng con cũng khao khát được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài để chúng con có thể hầu việc Ngài theo ý muốn của Ngài, Cha ơi. Vì nếu không đầy dẫy Thánh Linh của Ngài thì chúng con dễ lắm sẽ làm theo xác thịt của mình. Nhưng mà nếu mà làm theo xác thịt, lạy Cha, thì chỉ dẫn đến sự chết. Nhưng làm theo Thánh Linh thì được sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con khao khát được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài và đầy dẫy đức tin nữa. Xin Ngài ban cho chúng con, Ngài sức dầu bằng chính Thánh Linh của Ngài cho thể chúng con, để rồi chúng con được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài và đầy dẫy đức tin để chúng con hầu việc Ngài. Và Cha ơi, chúng con cũng biết rằng chúng con phải làm chứng cho Ngài. Và làm chứng ở đây là chúng con sẵn sàng phải tuận đạo Chúa ơi. Chúng con sống vì Ngài và chết vì Ngài nữa. Lạy Chúa, xin Ngài làm cho chúng con được mạnh mẽ và giản dị, Chúa ơi. Giống như Chúa Ngài làm cho ông Jeremy, Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng làm cho chúng con mạnh mẽ và giản dị, để rồi chúng con có thể rao giảng tin lành, nói về vương quốc của Đức Chúa Trời, nói về tình yêu của Ngài, nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ cho hết thảy những người chưa có biết đến Chúa nữa. Còn cảm ơn Chúa.
Vì cha ơi, thời kỳ này đúng là thời kỳ trong những ngày sau cuối, ngày hứa ngày sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Lạy Chúa, chúng con khao khát để nhận lãnh sự tuôn đổ thánh linh của Ngài trên thể chúng con, để chúng con mặc lấy quyền phép của Ngài, để bày tỏ danh của Ngài ra trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện thánh linh Ngài ở trong chúng con, Ngài gìn giữ, Ngài bùa giúp, để rồi chúng con sống đẹp lòng Ngài, chúng con sống đúng với ý muốn mà Chúa Ngài tạo dựng nên chúng con, là thờ phượng Ngài và mang tin lành của Ngài đến cho nhiều người. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa Thánh Linh Ngài tự do hành động trên thể chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, xin Chúa Ngài cũng ban ơn sức dầu trên mục sư Đức. Cảm ơn Chúa Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ ông và gia đình của ông nữa. Xin Chúa Ngài tiếp tục sử dụng ông những công việc lớn lao hơn, để rồi chính Chúa Ngài dùng ông để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Con cảm ơn Chúa, con dâng hết thảy chúng con trong tay của Ngài. Chúng con hiệp ý trong sự cầu nguyện, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và xin mời Hội Thánh hiệp ý với bác tư sự sẽ đại diện cho Hội Thánh. Cảm ơn mục sư và xin Chúa ban phước cho mục sư. Để xin mời bác tư sự ạ. Xin tất cả cô chú anh chị em cũng được ý với tôi cũng xin đại diện cho Hội Thánh, để Hội Thánh cũng cho phép tôi để cảm tạ Chúa và cảm ơn mục sư Minh Đức cũng bước vào trong đường dung này để giảng dạy lời của Chúa cho chúng tôi được nghe và học hỏi lời của Ngài, thì hết sức là bổ ích cho cái đời sống chúng tôi lắng nghe, thì để gìn giữ lời của Ngài và thực hiện theo đường lối và ý của Ngài, dẫn dắt chỉ dạy mà làm theo, để cho có được cái sự trung tín và sự khôn ngoan hiểu biết trong đường lối của Ngài, mà tránh xa những điều tội lỗi và điều không tốt đẹp với cái ý của Chúa, thì chúng con sẽ loại bỏ. Nhờ Chúa cũng giúp đỡ cho chúng con được sáng suốt để bước ra, để mạnh mẽ, để rao giảng lời của Chúa, để cứu giúp những nhiều người chưa được nghe qua lời của Chúa, thì cũng được chúng con đi ra rao giảng nói lên lời của Ngài. Con cảm tạ Chúa vô cùng. Xin Chúa cũng ban ơn, ban phước cho cả gia đình của mục sư Minh Đức, và Chúa cũng sức dầu cho ông được có nhiều cái lời của Chúa nữa, để hàng ngày, hàng giờ từng, để có được bước vào trong đường dinh này để giảng dạy lời của Chúa cho chúng con nghe, tiếp tục thêm nhiều lời, nhiều ý nữa, để chúng con mở mang thêm tâm linh và trí thức. Con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này xin Chúa cũng ở cùng với tất cả anh chị em chúng con, và ban cho anh chị em chúng con được học nghe lời của Ngài rõ ràng và gìn giữ, thực hiện làm theo, và ban ơn, ban phước, ban sức khỏe cho tất cả mục sư và anh chị em của chúng con trong một đêm nay bình an và ngủ ngon giấc, để tiếp tục ngày mai nhóm lại để tìm kiếm và thờ phượng Ngài và học hỏi lời của Ngài tiếp nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này con yêu mến Chúa và con trình dâng hết tất cả mục sư và Hội Thánh Thiên Ái cùng tất cả anh chị em chúng con trong tay của Ngài. Con cảm tạ Ngài, con thành tâm và cúi đầu cầu nguyện trong danh của Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bác tư. Chúa ban phước cho bác tư. Dạ mục sư ơi, xin hỏi mục sư có thời gian để cầu nguyện cho con cái Chúa có nhu cầu không ạ? Sư đang cũng khá bận. Ở đây dạ, vậy, như vậy. Dạ. Dạ, vậy chúng ta có thể mở mic, mở camera để chúng ta chào nhau và chào mục sư và nhân danh Chúa chúc phước. Ok, Chúa ban phước tất cả quý đầy tớ Chúa. Dạ dạ. Xin Chúa ngài đến trên đời sống quý vị trong quyền năng của Ngài. Chúa ban phước cho mục sư đó. Khỏe mạnh. Hello.
về phần linh. Hallelujah. Dạ, cảm ơn mục sư. Tất cả quý đầy tới Chúa ở Cà Mau. Chúa ban phước qua đời sống quý vị. Amen. Dạ, xin Chúa. Rồi chào chào. Chúa bảo vệ quý vị trong mùa dịch, trong sự an ninh tuyệt đối của quyền năng của Chúa. Amen. 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 Dạ, xin cảm ơn mục sư. Rồi. Xin chào bài cho một cơ hội gần nhất. Dạ dạ dạ. Rồi xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. À, thông báo với các bạn thanh niên, tối nay chúng ta không có nhóm thanh niên. Chủ nhật là ngày mai chúng ta sẽ nhóm thanh niên tập trung. Cho nên mời các bạn thanh niên sẽ đến hội thánh sớm trước 8 giờ để chúng ta có thể chuẩn bị nhóm thanh niên. Cảm ơn anh Khải. Chúc ban phước cho với Thiếu, chúc ban phước cho cô Tư Điền, chúc ban phước cho cô Lan, chúc ban phước cho cô Lan nằm dơi, chúc ban phước cho cô Nhanh, cô Châu đá bạc, chúc ban phước cho Bin.